súp hầm đôi Aramark nha anh em là có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp tao điện nha. Đây là bên trong của nó, kè góc ông Hồng ông Dương office lục giác lên em luôn. Hiện tại thì cao điểm chưa bỏ tạm, anh em mua cao điểm sẽ hỗ trợ tạm cho anh em nha. Đây là bò súp đôi Aramark nha anh em, bóng bóng ông Dương. Mình sẽ, đây là cái lưới của nó nha anh em, mình sẽ bỏ lưới vô cho anh em xem. Rất là đẹp. Súp hầm đôi Aramark anh em có thể đứng hoặc nằm đều rất là ok nha anh em.